Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay Yến rất là vui vì nhận được sự giúp đỡ của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ phát quà cho bà con. Hôm nay thì mình nhận được sự giúp đỡ là 220 phần quà, mỗi phần quà là trị giá 450.000 đồng. Và thì hiện những phần quà này là sẽ được trao đến những hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là các ông bà cụ già neo đơn, nghèo khó, những hộ gia đình là có người tàn tật, khó khăn. Hiện tại thì ở Việt Nam là đang cũng trong cái mùa dịch của chú anh chị, cho nên cái việc thực hiện và phát quà như vậy thì rất là khó. Yến cũng đã xin phép ở nhiều nơi và hiện tại là mình có thể phát ngay tại huyện Thạnh Trị của Sóc Trăng. Dạ, 220 phần quà nhưng mà Yến không thể nào mà tập trung phát chung một điểm tại vì đang ngay mùa dịch, cho nên nó là Yến đã xin phép là chia ra 3 địa điểm. Thì 220 phần quà, địa điểm đầu tiên là 100 phần, địa điểm thứ hai là 60 phần và địa điểm thứ ba là 60 phần. Nhưng mà Yến sẽ cố gắng trong sáng ngày hôm nay là Yến sẽ phát xong luôn. Dạ, và đợt phát quà lần này thì mình sẽ chia theo cái kiểu là mỗi một nhóm như vậy là khoảng 10 người. Thì cái chỗ đầu tiên là Yến đang đứng nè, là ở đây là một cái sân trường học thì cũng rất là rộng, cho nên mình chia ra bà con ở nhiều khu vực chứ không có tập trung như một chỗ. Phát hôm nay là mình không có cho ngồi một chỗ nữa, là đến nhận quà thì phát nhanh chóng và mình đi luôn, lấy quà là đi luôn chứ không có ở lại tụ tập đông, rất là nguy hiểm trong cái mùa dịch ngày hôm nay. Hôm nay thì Yến phát quà thì cũng đã xin phép địa phương đàng hoàng rồi mới dám phát, tại vì hiện tại mùa dịch rất là căng cô chú anh chị. Và Yến cũng thay mặt cho bà con xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà con những cái phần quà rất là ý nghĩa, đặc biệt là hiện tại là trong cái mùa dịch rất là khó khăn này. Sau đây thì Yến xin chia sẻ về sự giúp đỡ của các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Thì tổng 220 phần quà, mỗi phần quà là 450.000 đồng thì được sự giúp đỡ, trong đó có anh Tắc Quý và cô Từ Hòa ở bên Canada có gửi tặng 2.500 Canada, tương ứng là 47.375.000 đồng. Số tiền này là giúp riêng 105 phần quà và phần dư thì góp vào trong cái tiền vận chuyển. Cái đó là có bác Đức Bác Khang ở Mỹ gửi tặng 500 đô Mỹ, tương ứng 11.600.000 đồng. Cô Cẩm Chú Kiệt ở bên Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 4.640.000 đồng. Chị Mỹ và hai con Khang Khải ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Gia đình bác Phổ Chi ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Chị Nhân Loan ở bên Hà Lan gửi tặng 1 triệu đồng. Gia đình HTIB ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.320.000 đồng. Mạnh Thường Quân, Thu Hưng và hai con ở Texas, Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ, tương ứng 6.960.000 đồng. Cô Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Các cô chú Tinh Lành, Nguồn Phước ở Sydney, Úc gửi tặng 5 triệu đồng. Tiếp theo là có bà Ngô Mùi ở Thụy Điển gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.320.000 đồng. Một chú Mạnh Thường Quân giấu tên ở California, Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ, tương ứng 6.960.000 đồng. Vợ chồng của anh chị Đỗ Ngọc Báo và bà Kim Loan ở Mỹ gửi tặng 4 triệu đồng. Cô Diệu Hương ở Pháp gửi tặng 2 triệu đồng. Cô Trần Thị Hồng ở Mỹ gửi tặng 2.600.000 đồng. Nhóm Tình Thương Mến Thương ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada gửi tặng 2 triệu đồng. Nhóm các anh chị ở bên Na Uy gửi tặng 2 triệu đồng. Cô Chiêu ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Anh chị Dương ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Và bạn Trần Tiến Hưng ở Hà Nội gửi tặng 440.000 đồng. Tổng số tiền Yến nhận được cho cái đợt phát quà ngày hôm nay là 100.435.000 đồng. Ngoài cái phần quà 450.000 này ra thì hôm nay mình còn nhận được thêm sự giúp đỡ, đó là của bà Ngô Mùi ở bên Thụy Điển thì có gửi tặng thêm 500 đô Mỹ, là tương ứng 11.600.000 đồng. Thì số tiền này là bà giúp đỡ là để mua một số áo ấm cho các ông bà cụ già. Thì Yến đã mua với cái số tiền 11.600.000 đồng này thì mình mua được là 60 cái áo ấm cho bà, thì mỗi cái 135.000 đồng thì tương ứng là 8.100.000, và 22 cái áo cho ông, mỗi cái áo 160.000 đồng, tương ứng 3.520.000 đồng. Thì cái đó là phần của bà Ngô Mùi ở Thụy Điển để giúp đỡ thêm. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Tiếp theo đây thì Yến xin chia sẻ về cái phần quà của mình là bao gồm những gì. 450.000 một phần quà thì mình sẽ có, thứ nhất là có một bao gạo 10kg, là một bao như vậy nè cô chú anh chị, một bao gạo 10kg là 120.000 đồng cho bao gạo này, và mỗi một túi quà như vậy của mình là 140.000 đồng. Ở trong đây thì có rất là nhiều thứ, thì chút nữa em sẽ kể rõ là ở trong đây là mình có những gì, là 140.000. Và tiếp theo thì mình có thêm là một hộp lạp xưởng. Một hộp lạp xưởng như thế này đây.
Dạ, một hộp lạp xưởng như thế này nè cô chú anh chị là 90.000 đồng là nửa ký lạp xưởng ở trong đây. Dạ, này. Dạ, thì lạp xưởng và cuối cùng là mình có thêm 100.000 đồng tiền mặt cho mỗi phần quà nữa, thì tổng giá trị là phần quà là 450.000 đồng. Cái hộp lạp xưởng là 90.000 nha. Dạ, và áo khoác á, thì cái số lượng áo khoác của mình á, là ông giao bà luôn, thì cộng lại thì chỉ có là 82 chiếc áo khoác thôi, cho nên là mình sẽ ưu tiên cái số lượng áo khoác này là cho những ông bà cụ rất là lớn tuổi, tầm khoảng 70-80 thì mới nhận được cái áo khoác. Dạ, nhưng mà hôm nay thật sự á, là Yến khi mà phát phiếu và để nhận quà thì bà con ở đây là toàn bộ là người già, rất là già cô chú anh chị, nhưng và thêm một phần nữa là số lượng là người tàn tật thì rất là nhiều. Và hôm nay là một số người trẻ sẽ đến lãnh giùm, tại vì thứ nhất là trong mùa dịch rất là khó khăn nè, là các ông bà cụ là có người là sẽ không có đến lãnh được. Cái thứ hai là người bệnh, người tàn tật ngày hôm nay là có người là cũng không có lãnh được, thì sẽ nhờ bà con ở xóm, anh mấy người trẻ trẻ ở xóm người ta đến lãnh giùm cho, thì mới có xuất hiện là trong cái khi mà Yến phát quà sẽ có xuất hiện người trẻ là như vậy. Dạ. Thì như Yến có nói là Yến chia ra 3 địa điểm để phát. Thì cái địa điểm đầu tiên là 100 phần thì mình sẽ phát chia theo tốp nhỏ nhỏ để mình phát rồi đi liền, chứ không phải là 100 phần thì Yến cho 100 người vô, như vậy thì rất là nguy hiểm trong cái mùa dịch này. Dạ. Thì đó là cái phần phát quà ngày hôm nay. Và tiếp theo thì Yến cũng xin chia sẻ về cái túi quà của mình, nó 140.000 bao gồm những gì nha. Dạ. Dạ, thì đây là mỗi cái túi quà thì quà phần quà là giống nhau hết đó cô chú anh chị. Dạ, thì Yến sẽ chia sẻ rõ trong đây là mình có những cái gì. Dạ, trước tiên á, là mình sẽ có một cái chai nước mắm. Chai nước mắm này á, là mình không có tốn tiền, tại vì mình mua một bao gạo như vậy thì người ta sẽ tặng cho mình một chai nước mắm miễn phí. Dạ, nhưng mà Yến cũng bỏ vô trong cái phần quà này luôn. Dạ. Và tiếp theo á, là mình có một cái chai dầu ăn. Dầu ăn là 27.000 một chai. Hiện tại là do trong mùa dịch á, cho nên một số đồ ở trong đây thì nó có giá thay đổi rồi. Với những cái lần khác thì Yến cũng sẽ công bố rõ để cho cô chú anh chị nắm rõ. Dạ. Thì chai dầu ăn này là 27.000. Một chai nước tương là 6.000. Một hộp sữa là 14.000. Dạ. Đường 1 kg là 18.000 đồng. Cá mòi thì mình có tổng cộng 5 hộp, 5 hộp như vậy là 34.000 của chú anh chị. Dạ, Yến có 5 hộp tổng cộng là 34.000. Một cái bọc bột ngọt như vậy là 25.000, một cái bọc muối Giót là 3.000 đồng. Một cái gói hạt nêm nhỏ là 5.000 đồng. Và đợt này mình có thêm một cái loại, một cái túi rong biển. Dạ, cái túi rong biển nó bự như nè cô chú anh chị. Một cái túi rong biển này là 8.000 đồng. Dạ, cái loại này là nó khác với cái loại hồi lần của Yến, nó bự hơn mà 8.000 đồng thôi cô chú anh chị. Cái này là của Việt Nam sản xuất luôn. Dạ. Thì đó là cái phần quà của mình, 140.000 trong túi bao gồm những thứ như vậy đó cô chú anh chị. Dạ. Dạ, sẵn đây thì Yến cũng xin chia sẻ về cái phần áo phát của mình. Mỗi cái áo như vậy nè, áo này là áo bà. Áo bà là chất liệu là vải len. Vải len mỗi một cái như vậy là Yến đặt mua là 135.000 một cái nha. Thì chỉ những ông bà cụ là khoảng tầm 70-80 tuổi thì mới nhận cái áo phát này thôi. Dạ, đây. Thì đây là áo ấm của bà, có 60 cái áo ấm. Còn cái phần áo của ông, áo ông vải là chất lượng là vải chất liệu là vải kaki. Dạ. Ở đây thì mua áo ông cũng như là áo bà thì những cái màu tối để cho các ông bà cụ mặc thì thích hợp hơn cô chú anh chị. Dạ, đây là cái áo ông. Thì áo ông cũng giống như cái đợt trước Mỹ mua một cái là 160.000 đồng. Dạ, cái chất liệu vải kaki mà cũng rất là dày dặn cô chú anh chị. Dạ, đây là áo cho ông. Dạ. Thì áo của ông á, một cái là 160.000 thì mình có tổng cộng là 20 cái áo. Dạ, bây giờ Hiển sẽ chuẩn bị phát quà luôn. Tại có bà con nào đến trước là mình sẽ phát trước luôn trong ngày hôm nay, không có để tập trung đông nữa. Dạ, một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà con có những cái phần quà rất ý nghĩa, đặc biệt là đang trong cái mùa dịch khó khăn này. Dạ. Dạ ba ơi, con gửi bà một chiếc áo khoác ha. Dạ nè ba ơi, còn thêm tiền 100.000 nữa. Dạ, qua bên đây lãnh quà ha. Dạ. Dạ bác ơi, con gửi bà 100.000 nha. Dạ. Dạ, gửi tặng bà thêm cái áo ấm mặc cho ấm ha. Dạ, qua bên đây lấy quà giùm con ha. Dạ. Dạ.
Dạ ông bác ơi, con gửi ông bác một cái áo ấm ha. Dạ với 100.000 đồng. Dạ qua bên đây mình lấy thêm cái phần quà ha ông bác ha. Dạ rồi, dạ báo kỹ về, dạ về mình giỏi ha bác. Dạ dạ bà ơi, con gửi bà cái áo ấm nha. Dạ à, về mặc cho nó ấm nha. Dạ rồi với 100.000. Dạ qua bên đây lấy quà giùm con. Dạ dạ con gửi bà cái áo ấm nha. Dạ dạ với 100.000 đồng nha bà ha. Dạ rồi bà qua bên đây lấy quà nè bà ha. Dạ qua đây coi kêu ai lại tiếp nha. Dạ dạ à, bà ơi con gửi bà 100.000 ha. Dạ rồi tới luôn bà ơi. Dạ dạ ông bác ơi, con gửi ông bác thêm cái áo ấm nha ông bác. Dạ với 100.000. Dạ dạ rồi về mạnh giỏi ha ông bác ha. Dạ qua bên đây lấy ha. Dạ bác ơi con gửi bác 100.000. Dạ đợi con. Dạ thêm cái áo ấm nha bà ha. Dạ dạ về ha bà ha, về mạnh giỏi ha. Dạ dạ con gửi cô 100.000. Dạ rồi tới luôn cô ơi. Dạ dạ bác ơi bà ơi con gửi bà thêm cái áo ấm nha. Dạ với 100.000. Dạ dạ về mạnh giỏi giữ gìn sức khỏe ha bà ha. Dạ dạ con gửi bác 100.000 với một cái áo ấm nha. Dạ rồi ơn cô ha. Dạ rồi dạ dạ sao không mang dép vô bà, sợ đi té. Đi té hả? Dạ rồi con gửi cái áo ấm nha. Dạ mai cô may mắn nha. Dạ rồi dạ trời ơi đi chân không vậy đó, sợ té sợ trợ. Dạ rồi đỡ bà đi em, đỡ bà. Ừ bên đây lấy quà ha. Dạ con gửi bác 100.000. Dạ dạ một cái áo ấm nha. Dạ rồi về mạnh giỏi ha bác ha. Dạ Yến vừa mới phát xong 100 phần ngay tại địa điểm thứ nhất thì rất là nhanh chóng để bà con vừa đến nhận là đi liền luôn chứ không có tập trung nữa. Dạ cho nên là Yến đã trao xong rất là nhanh chóng. Thì bây giờ là mình qua địa điểm thứ hai là 60 phần. Thì cái địa điểm này Yến cũng mượn ở một cái trường trung học của địa phương để phát quà. Dạ bây giờ thì Yến cũng sẽ nhanh chóng phát ngay liền bây giờ để không có mất thời gian nữa. Dạ ở đây là mình 60 phần nha cô chú anh chị, 60 phần quà. Rồi cũng là gạo, quà, lạp xưởng. Lạp xưởng ở đây còn một thùng nữa. Dạ, ở trên đó dưới đây một thùng nữa. Còn cái phần áo phát thì hồi nãy là Yến cũng chọn ra những ông bà cụ mà lớn tuổi, khoảng tầm 70-80 tuổi thì Yến phát, cho nên là qua địa điểm thứ hai mình vẫn còn áo phát để mình phát tiếp. Dạ. Dạ bà ơi, bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 93. 93 tuổi rồi ha. Ừ. Dạ. Ôi bữa nay đi lại đây có ai đưa không, lại không? Không có ai hết trơn. Trời ơi, đi một mình lại đây hả?
Dạ. Dạ, ngồi sáu mò ấy được bà. Dạ, lên đây hả bà ha. Dạ. Dạ, dạ đi vô mình nhận quà nghe. Dạ. 93 rồi. Ở, nhà ở với ai vậy bà? Ở một mình nè cô. Ở một mình nè. Dạ, dạ, dạ bây giờ rồi vô nhận quà với con ha. Dạ. Bà ơi, cho con xin gửi bà 100 ngàn nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn dạ. Cô. Dạ. Dạ, mạnh giỏi ha bà ha. Dạ, con lựa cho bà một cái áo khoác nha. Rồi, màu này đi. Dạ, màu này nổi nè, đẹp nó. Cái này cái gì? Dạ, áo ấm nè. Dạ. Dạ, mặc cho nó ấm. Cái áo này mỏng manh quá à. Dạ. Rồi, qua bên đây mình nhận quà nè bà. Dạ. Dạ, rồi, khiên tiếp anh đi. Dạ, khiên tiếp bà giùm ha. Dạ. Rồi, cho con xin gửi 100 ngàn hả bà ha. Dạ. Dạ, với... Dạ, cho bà một cái áo ấm nha. Cái áo màu nâu đây ha. Dạ. Rồi, dạ. Dạ, qua đây qua đây, qua đây nhận quà nè bà ha. Dạ. Dạ, à, con gửi một chiếc áo ấm ha bà ha, với 100 ngàn đồng nha. Dạ, rồi mình lên đây mình nhận quà ha. Bên đó luôn rồi. Dạ. Dạ, ông ơi con gửi ông một cái áo ấm nha. Dạ, với 100 ngàn đồng. Dạ. Dạ, mình qua đây ha ông ha. Dạ. Dạ, cho chú 100 ngàn ha chú ha. Dạ, rồi về mình giỏi nha. Dạ, cho chú 100 ngàn luôn. Dạ, cô ơi con gửi một cái áo ấm nha. Dạ, với 100 ngàn. Dạ, cho con xin thu cái phiếu ha. Dạ, rồi mình qua đây nhận quà ha. Dạ. Dạ vừa rồi là Yến đã phát xong thêm 60 phần quà ở tại địa điểm thứ hai thì bà con cũng đến rất là nhanh chóng để mình hoàn thành xong 60 phần quà. Bây giờ là tới địa điểm thứ ba, địa điểm cuối cùng cũng là 60 phần quà luôn cô chú anh chị. Ở cái địa điểm này thì ở một cái chỗ mà có cái nhà nhỏ với cái sân thôi, thì cái chỗ trong đây là nó sâu hơn mấy cái chỗ kia thì bà con trong đây rất là khó khăn luôn. Dạ. À, bây giờ mình sẽ tranh thủ hoàn thành xong cái phần cuối cùng này. Dạ, đây là phần quà nè cô chú anh chị. À, bên đây thì mình chưa có chắc được gọn gàng tại mới xuống thôi. Dạ. Dạ. Nên lập xưởng. À, Yến cũng còn một số áo phát, một hồi là sẽ phát cho hết luôn. Dạ. Con gửi bác 100 ngàn. Dạ, gửi tặng bác thêm cái áo ấm nha. Dạ. À, vô trong mình nhận thêm gạo sữa lập xưởng nhiêu phẩm ha bác ha. Dạ. Dạ con gửi bác 100 ngàn. Dạ. Từ từ đi, mà tới trên là có trên à. Dạ, con gửi tặng thêm một cái áo ấm nha. Dạ, cảm ơn quà. Dạ. Rồi đứng dạ. Đây đi chú, đợi chú. Chú, 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 lên. Dạ. Dạ, để con lấy áo, cái áo nó bị dướng. Dạ, rồi con gửi bác 100 ngàn. Cảm ơn. Dạ, dạ. Rồi, dạ. Nhận quà. Dạ, qua đây nhận quà ha. Dạ. Dạ, con gửi ông một cái áo ấm 100 ngàn ha. Rồi, dạ, rồi. Dạ, con gửi cô 100 ngàn. Rồi, trên trên mình nhận quà ha. Dạ. Rồi lên. Dạ, gửi chú 100 ngàn ha. Dạ, rồi. Rồi lên luôn đi chú ơi. Dạ. Từ từ. Dạ. Rồi. Từ từ đi. Dạ, rồi, rồi lên đây ha cô ha. Đợi nó không kịp.
cô chú anh chị, hôm nay thì Yến đã hoàn thành trao 220 phần quà được các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con nghèo ngay tại huyện Thạnh Trị. Thì hôm nay á, những cái phần quà khi mà Yến đến trao phiếu thì tất cả là đều là những ông bà cụ già rất là khó khăn, neo đơn, và thêm một số bà con là bị bệnh tật, khuyết tật nữa cô chú anh chị. Thì do là ở trong đây là có những cái chỗ là vùng sâu vùng xa, nhất là cái địa điểm thứ ba nè, là có những bà con ở trong rất là sâu mà có đi ở đây là phải đi xe ôm hoặc là đi đò nữa, cho nên nó là có nhờ người ta lãnh dùm rất là nhiều. Đặc biệt là khi mà cô chú anh chị xem mà thấy có người nào mà lãnh quà mà nhìn mặc đồ đẹp hay là trẻ đó, thật ra là cái đó là lãnh dùm thôi cô chú anh chị. Những cái người mà đến nhận là những cái người già rất là khó khăn nha. Thì Yến một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ những cái phần quà rất là ý nghĩa cho bà con. Dạ, thì sẵn đây Yến cũng xin chia sẻ về cái số tiền mà mình chi ra trong cái đợt phát quà lần này. Thì tổng số tiền mình nhận được là 100.435.000 đồng. Tổng số tiền mà chi ra là 100.470.000 đồng. Thì trong đó bao gồm 220 phần quà, mỗi phần quà 450.000 đồng, là tổng cộng là 99 triệu đồng. Khẩu trang thì Yến có mua 5 hộp để phát cho bà con là 150.000 đồng. Và cái tiền vận chuyển, do là Yến vận chuyển đồ là từ ở Sóc Trăng xuống Thạnh Trị, mà khi vận chuyển thì vận chuyển bằng 2 chiếc xe rồi vận chuyển qua 3 địa điểm nữa, thì cho nên nó là cái tiền vận chuyển bốc vác đồ luôn đó là 1.200.000 đồng. Dạ, yeah. Và ngoài ra thì còn có tiền bọc gói quà nữa 120.000. Thì tổng số tiền mà mình chi ra trong đợt này là 100.470.000 đồng, cùng với cái phần mà áo khoác được bà Ngô Mùi ở Thụy Điển giúp đỡ cho 500 đô Mỹ là tương ứng 11.600.000 đồng. Thì đã mua là 60 cái áo khoác cho bà, là một cái 135.000, tổng số tiền là 8.1 triệu, cộng với 22 cái áo cho ông 160.000 một cái là 3.520.000 đồng. Dạ, một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà con, đặc biệt trong cái mùa dịch rất khó khăn này. Dạ, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.